con này mà mình làm thịt á, đi tu á. Cũng không biết để làm cái gì, để ăn cái gì, nhưng mà mấy đứa nhỏ anh nó cứ để nuôi chơi. Nhưng mà xong cái cục thủy sản người ta tiếp nhận. Xin chào cả nhà, hôm nay là thứ hai ngày 29 tháng 10 2018. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ. Và mình đang đến cái bán đảo Thanh Đa ghé thăm nhà người bạn mình, tên là anh Huy. Anh Huy thì nổi tiếng với kênh YouTube là Thú Vui Dân Dã. Tối hôm qua anh Huy có gọi điện thoại cho mình, có nói về việc là có được một người bạn tặng cho một con vít biển, hay còn gọi là rùa biển đó nha các bạn. Thì anh phát hiện đây là cái loài động vật quý hiếm, thì có thông báo với mình là tìm cách để trả chúng về lại tự nhiên. Thì sau khi mà tiếp nhận được cái thông tin đó, thì mình cũng đã liên hệ một số cái cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để nhờ họ liên lạc trực tiếp với anh Huy để đưa chúng về lại tự nhiên. Theo mình được biết thì cái loài vít biển này á, chúng thuộc loại động vật quý hiếm có nguy cơ sắp tuyệt chủng thuộc nhóm 1B. Và nếu như mà các bạn lỡ ăn thịt hoặc là các bạn sử dụng chúng để trong quá trình thương mại, tức là mua bán á, thì có thể bị xử lý hình sự nha các bạn. Và đây là lần đầu tiên mà mình chứng kiến con vít biển, cho nên là mình cũng tới ghé thăm anh Huy trước khi mà giao nộp cho các cơ quan chức năng. Được biết thì anh Huy thì trước kia cũng tình cờ phát hiện được một con chim cụ rắn, cũng một loài động vật quý hiếm luôn. Thì sau khi mà bẫy được chúng á, bẫy tình cờ thôi chứ không phải là anh đặt bẫy để anh bẫy cá, nhưng mà con chim nó bay xuống, nó đậu xuống thì bị mắc lưới. Thì anh có giao nộp chúng lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hay gọi là sở thú. Nhà anh Huy thì nằm khá là sâu ở trong cái bán đảo Thanh Đa. Thì đây là một trong những cái bán đảo mà thuộc diện quy hoạch treo, cho nên là các bạn thấy không, rất nhiều ao cá, ao hồ và cảnh tượng thiên nhiên. Thuyền queo ha. Con này mà mình làm thịt á, đi tu á. Nhưng mà lúc bạn anh gửi lên á, có gửi thêm theo lục biển hay là gửi sao mà có, nó bằng? Tại thằng em nó hay lấy cua ở dưới á, người ta gửi nước biển lên để ấy rộng cua á. Xong nó nói gửi lên cái nó cho con mày. Nó kêu cho để mày thịt ăn biết. Ôi chồng của cô đấy. Động vật mang giả là có nguy cơ bị đe dọa vậy đó thôi. Thiệt ra cái con này á, mà dân mà dân biển mà dân mà tỉnh mấy cái tỉnh mà duyên hải Nam Trung Bộ á, là coi như là một cái vật linh thiêng á. Khi mà họ bắt lên họ phải làm một cái lễ cúng thả về biển. Còn trong thấy nào, trong Nam mình làm bằng thịt ăn này như phun ngoài phun đảo rồi Phú Quốc gì thôi. Mấy ngư dân là họ rất là kỵ con này. Đúng rồi. Giống như cái ông cái bà vậy á. Mà con này thuộc nhóm 1B. 1B là nguy cơ sắp tuyệt chủng á. Nó nhưng mà mình nhìn sao mà nếu mà thiệt ra người dân họ không có biết được. Người ta cứ bắt thì ta nói bắt được thì như ở ngoài đó người ta thả, còn đây người ta ăn thịt cái miền Nam mình. Đây là thì anh thấy lần đầu tiên anh cũng mới thấy con này. Xong mình mới không biết là con gì, mới hỏi mấy đứa em thì nó nói như một cái loại rùa biển. Thì anh lên anh Google anh tìm kiếm thông tin thì mới biết là con vít, cũng một cái loại mà động vật hoang dã mà bị đe dọa vậy đó. Nhưng mà con vít này thì được bạn tặng hay là mình mua hay sao? Bạn tặng, tại cái người đó cũng quen ở dưới Cà Mau á, người ta gửi bán hải sản lên trên đây á, rồi người ta hôm nay cái người ta cho lên, người ta nói làm thịt ăn thử. Và mình thấy nó là động vật hoang dã nên mới kêu nhờ anh em để kiếm người để bàn giao. Nhưng mà khi mà anh tiếp nhận á, được bạn khi mà anh trở về thì anh có nghĩ đây là loài động vật quý hiếm hay em cứ nghĩ là một loài rùa biển bình thường? Không, anh thì không có nghĩ đó là anh nghĩ quý hiếm đâu. Thì thấy lạ thì mình cũng thấy cho mình lấy thôi. Rồi về thì cũng không biết để làm cái gì, để ăn cái gì, nhưng mà mấy đứa nhỏ anh nó cứ để nuôi chơi.
Nhưng mà xong cái sau khi mình tìm hiểu thông tin, anh thì thấy con gì lạ hay tìm thông tin để mình biết cho nó là con gì đấy. Nhưng mà khi mà con anh á thấy cái con bích này á thì hai cháu thấy có ý định là làm thịt không hay là không? Nó cản liền, nó nói con này dễ thương quá và sao bằng thịt đó. Mình thì không nghĩ là mình bằng thịt đâu, cũng nói nghĩ tại anh thì cũng chả có ăn rùa riết gì, nhưng mà tại thấy nó lạ thì mình ta cho mình lấy thôi. Thì con mình nó thì nó sợ anh này, cứ thấy con lạ hay con gì đó, cho bằng thịt thì là sẽ là đem lên bằng thịt nên nó cản. Tới khi mà anh phát hiện đây là loài động vật quý hiếm á, thì lúc đó mình có những cái suy nghĩ gì không? Bà xã anh á thì tính là hôm nay thứ hai thứ ba là hai vợ chồng đem ra về Vũng Tàu á thì đem thả. Mà sau anh coi thì anh nghe anh thấy anh coi một cái tờ báo hay là cái tin gì đó nói là cái con đó nếu mà phải thả nó đúng ở vùng biển nào của nó sinh sống á nó mới được, chứ ví dụ mình thả Vũng Tàu như người ta thấy là người ta canh người ta bắt lại thì cũng vậy. Có nghĩa là anh rất là lo cái chuyện là tự đem đi thả thì sẽ bị ngư dân hoặc là người dân đánh bắt. Thì bà xã anh quyết định là ngày mai rồi đó, là thứ ba là đi thả. Nhưng mà có một cái khó là cái con loài bích này á, nó sống ở cái môi trường biển ở đâu á, khu vực nào thì nó chỉ sống được khu vực đó thôi. Thì đó chính cái thì anh không nhớ là anh coi tờ báo này cái thông tin gì, tại anh tìm rất nhiều trên Google á. Thì xong cái nói là cái nó chỉ sống ở vùng biển nào ở Bình Thuận hoặc là ở Phú Quốc hoặc là ở côn đảo gì đó. Thì anh nói giờ thôi, thì lại có một cái việc là một cái anh nào là anh bàn giao. Nói thì tốt nhất mình bàn giao, tại cái người mình ta có trách nhiệm á, ta biết cách thì tốt hơn mình. Mà sẽ tìm chỗ mà bắn người á, mình thả. Hy vọng vậy thôi chứ hy vọng có người tiếp nhận thì tốt cho mình. Hồi xưa em nhớ anh là có săn được cái con, bẫy được cái con chim cổ rắn đúng không? Lúc đó thì mình cũng có bàn giao. Lúc đó là tại cái con chim thì nó dễ, tại anh gọi vô Thảo Cầm Viên á là ta chấp nhận, ta tiếp nhận liền. Mà cái con này thì anh nghĩ là sinh vật biển thì chỉ có mấy cái chỗ mà vì bảo tồn sinh vật biển như ở côn đảo hay ở Nha Trang gì người ta mới tiếp nhận được thôi. Thuyền khô lỡ hết nước biển sao? Anh cũng thì đó cứ để gì nghĩ cũng sống được vài ngày. Sáng giờ anh cho anh ăn gì chưa? Cũng chưa có cho ăn gì hết. Đâu biết nó ăn cái gì, sợ ăn chứ nó không thà chả đói đói giờ chỗ chết nó chỉ chắc ăn cá biển rồi thôi chứ mình đâu lúc bạn anh gửi lên này thì có cột lại hay là không, bỏ trong thùng xốp vậy thôi xốp à? Mà sao nó còn sống hay gì đó này ta kêu rùa biển hay ma biển hay là rùa biển con này bắt cái thép à? Ừ, đó thùng chết thùng chết rùa biển. Cái này nó đi có khi con này là con đòi mồi. Nó quay một lượt thôi. Xài lượt đòi mồi rồi á. Vít á. Thì là nó là con đòi mồi á, em xài lượt đòi mồi là. Nhưng mà không biết cho nó ăn cái gì anh. Mấy cái mày của nó đó. Mày mà làm thịt nó đi tù anh. Em nhà báo hả? Dạ. Đem vô vũ nhà báo đưa lát lên mạng vô bắt nữa. Anh em nghe em á. Nhiều tên. Vít rùa biển. Con kì mà tao nuôi xong có đủ tàn mạc luôn nha. Mình đem ra Cần Giờ á. Tại Cần Giờ với Cà Mau nó giống nhau. Để có gọi nhà Phong gọi bên ấy rồi. Cái gì? Cục thủy sản người ta tiếp nhận. Đem dễ nhậu. Nhậu dễ à. Mình cũng muốn quay video này cũng gửi đến các bạn để cho thấy rằng là cái vích biển nó khác gì so với các cái loài rùa biển khác, để mình tránh trường hợp là mình bắt phải chúng và mình ăn thịt.
thì sẽ bị xử lý hình sự.